để em xem. Đúng là mụ hàng thịt, chẳng khác gì cả, béo hơn cả mụ hàng rau, phì hơn cả con mụ hàng cá. Mới vui thế thôi chứ người béo khổ lắm em ạ. Bước đi thì ì ạch, mà nói chung là làm cái việc gì cũng khó khăn cơ. Mà chị không biết được là trong người chị có những cái bệnh gì cơ, mà cơ thể của chị bây giờ là đẹp hơn 2 tháng trước rồi đấy. Em có muốn biết vì sao không? Chờ chị nhá. Đây, bột cần tây Shitokata. Mát và ngon, dễ uống lắm em ạ. Trước đây chị không tin các cái sản phẩm giảm cân hay là làm đẹp da. Thế nhưng mà từ khi mà chị dùng cái sản phẩm bột cần tây Shitokata này, chị uống vào là chị cảm thấy là mát này, sảng khoái này, thấy cơ thể thanh thoát này. Nói chung là cứ uống thử một lần. Thế là bây giờ lại thấy nghiện. Ngày nào đi chợ là chị cũng uống cái sản phẩm này. Chị uống cái bột cần tây Shitokata một thời gian nữa, khéo người chị để gầy như là mụ hàng cá với mụ hàng rau ấy. Chắc phen này chị đi chợ bán thịt lợn được đồng tiền nào là mua hết bột cần tây Shitokata hết rồi.